xin chào tất cả các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. cảnh excel hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm xâm à, íp kết hợp với mảng ở trong excel à, bây giờ ví dụ chúng ta có một cái bảng dữ liệu như này Đấy, bảng dữ liệu như vậy chúng ta cần thống kê theo từng cái mã hàng như vậy à, số lượng của từng mã hàng là bao nhiêu Đấy, chúng ta cần thống kê à, trong trường hợp này để chúng ta có thể sử dụng cái hàm xâm íp để chúng ta thống kê đúng không ạ Bây giờ chúng ta sử dụng hàm sấm if đầu tiên các bạn nhập dấu bảng đúng không? Chúng ta gõ hàm sấm if ra. Các bạn nhập dấu bảng này hàm sấm íp như thế này. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ quét chọn cái cột mã hàng này đúng không? Chúng ta cần chôn ship mũi tên xuống. Rồi chúng ta có thể cố định lại bởi vì trong tình huống này chúng ta sẽ phải kéo công thức cho nên các bạn cần phải cố định cái vùng đó lại bằng cách nhấn phím F4 các bạn nhé. Tiếp theo các bạn nhập dấu phải rồi đến điều kiện của chúng ta là Cái ô G4 này đúng không ạ Ô G4 là cái ô này Các bạn đang thấy khuất như vậy Thì các bạn có thể nhập trực tiếp G4 vào đây Trong công thức của chúng ta Đó Sau đó các bạn nhập dấu phải Tiếp theo là Chúng ta sẽ quét chọn cái vùng tính tổng đúng không ạ Chúng ta muốn tính tổng cột số lượng Vậy thì chúng ta sẽ quét cột số lượng ở đây cần chôn ship mũi tiên xuống Rồi tiếp theo chúng ta cũng phải cố định lại Và chúng ta đóng ngoặc Và Enter rồi sau đó chúng ta sẽ kéo công thức xuống cho những mã tiếp theo Tổng của chúng ta là con số này Đúng không ạ? Bình thường là các bạn thường làm như vậy đúng không? Nếu trường hợp các bạn làm cách khác Các bạn sử dụng cửa sổ hàm Thì các bạn làm như sau Các bạn sẽ nhập dấu bằng Và tương tự như vậy các bạn có thể viết xâm if như thế này Các bạn nháy đúp chuột vào Sau đó các bạn bấm vào chữ FX ở trên thanh công thức Cửa sổ hàm xâm if hiện ra như vậy Tiếp theo là các bạn sẽ quét chọn cột mã hàng. Và chúng ta cũng cố định chuyển con trỏ xuống. Tiếp theo điều kiện của chúng ta là cái ô này đúng không ạ? Chúng ta chuyển con trỏ xuống tiếp theo là vùng tính tổng là cột số lượng này. Đó, chúng ta cố định F4 lại và chúng ta enter. Thì đây là cái cách sử dụng cửa sổ hàm. Đúng không ạ? Rồi chúng ta cộng tổng lại thì các bạn cũng sẽ thấy là kết quả nó sẽ giống nhau đúng không ạ? Các bạn có thể dùng cách nào cũng được rồi thế thì bây giờ chúng ta sử dụng uh, hàm SUMIF kết hợp với mảng nếu mà trường hợp bây giờ chúng ta muốn thống kê những cái mã này ấy, mà bằng SUMIF như vậy ấy, thì chúng ta phải lập, lập công thức như là mình làm vừa rồi đúng không? Sau đó chúng ta mới cộng lại và chúng ta mới có được cái con số như vậy. Thế thì chúng ta có thể sử dụng uh, mảng để chúng ta có thể là chỉ cần lập một công thức thôi và không cần phải qua cái bước trung gian như thế này, các bạn ý là như vậy các bạn nhé. thì các bạn sẽ làm như sau này, các bạn nhập dấu bằng. đầu tiên các bạn sẽ sử dụng một cái hàm xâm như vậy đó. tiếp theo các bạn sẽ nhập cái hàm xâm uh, ít vào như thế này, các bạn mở ngoặc ra. đầu tiên là chúng ta cũng sẽ quét chọn cái cột mã hàng này. rồi À, chúng ta không kéo công thức cho nên là chúng ta không cần phải là uh, cố định cũng không sao các bạn nhé sau đó các bạn nhập dấu phẩy tiếp theo là chúng ta sẽ để sử dụng mảng các bạn cần phải mở uh, dấu ngoặc nhọn ra các bạn mở dấu ngoặc nhọn ra như thế này các bạn nhé đó các bạn mở dấu ngoặc nhọn này tiếp theo các bạn sẽ nhập những cái giá trị mà chúng ta tính uh, chúng ta muốn tính tổng theo ấy trong tình huống này là mã ML01 này, đấy và chúng ta đóng nháy kép lại, bởi vì là chuỗi mà, cho nên là chúng ta phải để trong cặp nháy kép các bạn nhé. Tiếp theo các bạn nhập dấu phẩy để chúng ta viết cái điều kiện tiếp theo là ML02 cũng tương tự như vậy. ML02, đấy, và chúng ta cũng đóng nháy kép lại. Tương tự như vậy, nếu chúng ta còn nữa thì chúng ta cứ mở nháy kép ra và chúng ta nhập ML03, đóng nháy kép lại. Tiếp theo nếu trường hợp mà các bạn còn điều kiện tiếp thì các bạn cứ nhập tiếp thôi. Đúng không ạ? Đó. Rồi. Và chúng ta đóng dấu ngoặc nhọn lại các bạn nhé. Tiếp theo các bạn nhập dấu phẩy. Và lúc này các bạn sẽ chọn cái vùng tính tổng của chúng ta là cột số lượng đúng không ạ? Rồi, cần chuẩn ship mũi tên xuống Và chúng ta cũng không cần cố định cũng được Sau đó chúng ta sẽ đóng ngoặc lại Đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc lại nhé rồi, đóng ngoặc này là ngoặc của cái hàm xâm ít thôi. Tiếp theo các bạn phải đóng ngoặc hàm xâm nữa. Một lần nữa các bạn nhé. Sau đó các bạn enter này. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy ấy, là chúng ta không cần phải qua cái bước trung gian ở phía trên mà chúng ta vẫn có thể cho được ra kết quả như vậy cho chúng ta. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta không kết hợp với mảng mà chúng ta làm bình thường thì các bạn sẽ xem nó như thế nào nhé. Chúng ta không kết hợp mảng tức là À, chúng ta không nếu chúng ta không kết hợp mảng vậy là chúng ta sẽ không viết được ở trong cái vùng này các bạn hiểu không? đấy chúng ta không viết điều kiện được ở trong cái vùng như vậy thì sẽ không không làm được các bạn nhé đấy, các bạn chú ý như vậy đấy bây giờ mình thử cho các bạn xem không kết hợp mảng thì các bạn làm như thế này đúng không? xâm như thế này xâm íp xâm íp đấy rồi các bạn đầu tiên cũng quét như vậy đúng không? Rồi Tiếp theo là chúng ta nhập dấu phẩy. Bởi vì chúng ta không quét kết hợp mảng, các bạn nghĩ rằng là các bạn có thể quét chọn vào đây đúng không? Quét chọn cái vùng này gì đúng không? Nếu không kết hợp mảng. Rồi, phẩy. Tiếp theo là vùng tính tổng đúng không? Như thế này. Đúng không? Và chúng ta đóng ngoặc hàm sâm íp lại, tiếp tục đóng ngoặc hàm xâm lại. Và các bạn xem là kết quả nó có ra hay không? Bây giờ mình enter thì chúng ta sẽ rõ ngay thôi. Đúng không ạ? Chúng ta enter. Đó, các bạn thấy chưa? Nó không thể hiểu được nó không thể hiểu được nếu các bạn làm như vậy. Ngay cả khi mà các bạn cố định tất cả các cái vùng này cũng không thể cho kết quả đúng được các bạn nhé. Không thể cho kết quả đúng được. Mình chỉ muốn nói cho các bạn biết là các bạn bắt buộc các bạn phải làm như thế này thì mới được, thay vì các bạn diễn giải ra như thế này, đúng không ạ? Có những cái trường hợp là các bạn diễn giải ra như thế này thì ok đúng không ạ? nhưng có những trường hợp đặc biệt là những bạn làm ở phòng kế toán hoặc là các bạn làm xử lý những cái bảng dữ liệu phức tạp chúng ta sau khi chúng ta muốn uh, ra được kết quả như vậy rồi ấy, thì chúng ta cần phải cộng những cái kết quả đó lại vậy thì đây là cái cách mà uh, tuyệt vời nhất để các bạn có thể kết hợp và các bạn có thể sử dụng ở uh, trong công việc của các bạn đó vậy là cái video hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là cái cách sử dụng cái hàm sum if để kết hợp với mảng ở trong excel rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn.